sau khi công khai giấy đăng ký kết hôn lẫn đoạn clip cầu hôn dài 7 giây. Mới đây, anh Tú, Dương Nhi đã gửi thiệp mời đến những người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Theo thông tin được hé lộ, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 10 tháng 10 tại khu nghỉ dưỡng sang trọng thuộc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đáng chú ý, nơi cử hành hôn lễ cũng là quê hương của Dương Nhi, nơi nữ diễn viên cùng anh Tú có nhiều kỷ niệm đẹp từ khi yêu đến lúc sắp về chung một nhà. Trước đó, hình ảnh cặp đôi cùng nhau đi khảo sát địa điểm diễn ra hôn lễ cũng được chia sẻ trên mạng xã hội. Được biết, trước ngày cử hành hôn lễ là vào ngày 9 tháng 10, anh Tú, Dương Nhi sẽ tổ chức bữa tiệc chia tay độc thân với sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt. Dương Nhi và bạn trai kém 2 tuổi anh Tú bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Đến năm 2019, cả hai bí mật đăng ký kết hôn nhưng đến gần đây mới công khai trước công chúng. Vào tháng 8 năm 2021, Dương Nhi được cho là đã sinh con đầu lòng với anh Tú. Tuy nhiên, đến nay cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin này. Không ít cư dân mạng cũng tò mò vào ngày diễn ra hôn lễ liệu thiên thần nhỏ có xuất hiện chứng kiến giây phút trọng đại của bố mẹ. Trước việc Dương Nhi, anh Tú sắp đi đến một cái kết trọn vẹn sau 7 năm hẹn hò bình dị bên nhau, hiện đông đảo người hâm mộ đang gửi vô số lời chúc mừng đến cặp đôi.